Dạ vâng, Tượng Gỗ Trung Kiên xin gửi lời chào đến toàn thể anh chị mình đã quay trở lại với video tiếp theo của bên em trai. Và hôm nay em trai lại lên tiếp tục giới thiệu cho anh chị mình những cái cặp lục bình được làm trên chất liệu gỗ cẩm vàng anh chị mình nhá, cao từ 1m6 đến 1m8. Và không để anh chị mình phải chờ lâu hơn nữa thì em trai xin tiến sát máy quay lại gần hơn để anh chị mình ngắm từng cặp lục bình một anh chị mình nhá. Và cặp lục bình đầu tiên em trai muốn giới thiệu đến anh chị mình đó một cặp lục bình cao với chiều cao là 1m6 và đường kính là 45 anh chị mình ạ. Với đường vân chất gỗ là hoàn toàn do thiên nhiên ban tặng. Và những cặp lục bình này thì em trai đang để mộc luôn chị mình nhá. Đấy, những cái cặp lục bình đẹp từ mộc luôn, vân quằn quại, vân cuồn cuộn luôn cho em trai. Những cái vành đai được làm như những bông hoa vô cùng là mềm mại cho em trai. Với chiều cao 1m6 và đường kính 45 thì vô cùng là cân đối. Ấy, ở dưới đây thì em trai là có làm vành tròn ba chân, làm rất là chắc chắn. Ấy, và cặp lục bình thứ hai với chiều cao là 1m7 anh chị mình nhá. Ấy, cặp lục bình cao 1m7 và đường kính tận 50 cho em trai. Anh chị mình có thể nhìn ngắm cái đường vân cho em trai. Những cái đường vân chất gỗ thì rất là dày dặn, rất là đẹp luôn anh chị mình nhá. Ấy, ở dưới đây thì em trai vanh tròn. Ấy, những người thợ đó là làm rất là tỉ mỉ cho em trai. Ở trên đây thì làm rất là đẹp. Ấy, những cái bụng của chiếc lục bình thì rất là to tròn. Và những cặp lục bình này thì từ mộc đã đẹp rồi. Anh chị mình sơn chi lên nữa thì anh chị mình phải nói là rất là cực kỳ là xuất sắc luôn rồi. Ấy, và tiếp theo đi theo chân em trai. Ấy, cặp lục bình em trai muốn giới thiệu anh chị mình thứ ba đây cũng là một cặp lục bình cao 1m7. Ấy, cặp này thì anh chị mình có thể nhìn ngắm cho em trai. Ấy, đường vân chất gỗ thì có nhỉnh hơn. Ấy, nhỉnh hơn anh chị mình nhá. Ấy, vân nhiều và dân dày dặn và rất là đẹp luôn anh chị mình nhá. Ấy, cũng với đường kính 50 thôi. Anh chị mình có thể nhìn ngắm cho em trai cao 1m7 và đường kính 50 thì rất là cân đối đúng không ạ? Ấy, bụng rất là to và rất là đẹp. Ấy, và qua cặp lục bình thứ tư luôn. Ấy, qua là cặp lục bình thứ tư luôn. Ấy, với chiều cao là 1m8 và đường kính rất là to. Ấy, đường kính là 55 anh chị mình nhá. Ấy, anh chị mình có thể là nhìn thấy một cặp lục bình cao 1m8 rất là bệ vệ, tròn trịa, to. Ấy, và đường vân chất gỗ thì anh chị mình có thể nhìn ngắm cho em trai. Ấy, vân rất là nhiều, vân xoắn quẩy luôn. Ấy, rất là đẹp luôn anh chị mình ạ. Ấy, những cái đường vân này thì em trai cam đoan là ấy hoàn toàn là do thiên nhiên ban tặng. Và tất cả những cặp lục bình anh cho em trai giới thiệu cho anh chị mình là những cặp lục bình ấy với liền khối 100% luôn anh chị mình ạ. Ấy, và tiếp theo cho em trai giới thiệu đây là cũng cặp lục bình cao 1m6 và đường kính cũng là 45 anh chị mình ạ. Ấy, cao đường kính 45. Ấy, anh chị mình có thể nhìn ngắm cho em trai. Đấy, những cặp lục bình em giới thiệu đến anh chị mình đều là những cái phôi gỗ tuyển và những đường vân chất gỗ thì rất là đẹp. Đấy, rất là ok, gửi đến anh chị mình thì em trai rất là tự tin và yên tâm rồi. Đấy, cặp lục bình cuối cùng em muốn gửi đến anh chị mình cũng là cao 1m6 và đường kính 45 anh chị mình nhá. Đấy, cũng rất là đẹp và bệ vệ. Đấy, với đường kính 45 thì anh chị mình có thể nhìn thấy cho em trai. Đấy, đường kính 45 và 1m6 thì rất là cân đối, cân kiện. Đấy, anh chị mình chơi thì rất là yên tâm rồi. Đấy, và những cặp lục bình này thì em trai làm liền khối 100%. Ấy, vân là hoàn toàn rất là đẹp. Ấy, và trước tiên kết thúc video thì em xin giới thiệu một chút về cơ sở bên em trai để chị mình chưa biết. Ấy, cơ sở em trai nằm tại đường Làng Nghề Đông Giao, ấy, số nhà 137 bến. Ấy, Làng Nghề mộc nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương. Ấy, cùng với số hotline rất là quen thuộc 0835 776688 anh chị mình nhá. Anh chị mình ưng ý thì có thể nhấc máy gọi liền cho em trai. Ấy, em trai thế luôn trực 24/24 để trả lời anh chị mình và tư vấn nhanh chóng nhất anh chị mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.